ngoan ngoãn đứng trong đồn công an, xếp thẳng một hàng rất trật tự. Tuy nhiên, không phải lúc nào nhóm thanh niên này cũng nghiêm túc như vậy. Thông tin từ công an huyện Hóc Môn cho hay, đây là nhóm người mang hung khí, bom xăng gây dối trật tự tại một con hẻm ở xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 3 tháng 10 năm 2022. Đoạn phim do camera an ninh ghi lại diễn biến vụ việc đã khiến dư luận xôn xao những ngày qua. Một nhóm thanh niên mang theo hung khí và bom xăng tự chế kéo vào con hẻm ở vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh tượng đó khiến người dân địa phương vô cùng sợ hãi, nhiều người hoảng hốt kéo cửa lại, trốn vào trong nhà. Ngày 16 tháng 10 năm 2022, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hóc Môn cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 12 người liên quan đến vụ việc về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nhóm người này tuổi đời chỉ từ 16 đến 29, cùng ở huyện Hóc Môn, trong đó đáng chú ý có Phạm Dương Đức Tài, 24 tuổi. Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận vụ việc khởi đầu từ chuyện tài chở bạn gái về nhà tại xã Thế Tam Thôn thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người đang ngồi nhậu ở đây. Lần đầu, Phạm Dương Đức Tài rủ 5 người đến khu vực này để nói chuyện nhưng bị chống trả nên buộc phải quay về. Đến tối ngày 3 tháng 10, trong một bữa nhậu, Phạm Dương Đức Tài kể lại vụ việc cho cả nhóm nghe. Cả nhóm này mang theo bơm xăng tự chế, hung khí đến khu vực này hòng trả thù. Đến nơi, nhóm này cầm hung khí kéo vào nhà dân. Nhóm này còn ném pháo bom xăng về phía nhà dân nhưng không gây ra cháy nổ sau đó nhóm này còn dùng hung khí đập phá cửa nhà và hai xe máy dựng phía trước rồi bỏ đi nhận tin báo công an huyện hóc môn vào cuộc điều tra bắt giữ các nghi phạm và thu giữ nhiều hung khí